Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng các bạn cách tăng dây của doa máy giặt nhé. Thì máy giặt Toshiba nó có bệnh phổ biến của nó là rất hay có hiện tượng là đang giặt thì là giặt xong đến chế độ vắt, vắt được một lúc xong lại tự khởi động giặt lại, nó cứ liên tục như vậy. Thì nguyên nhân là do trùng dây của doa nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tăng cái dây ra thì nó sẽ hết hiện tượng trên. Thì muốn tăng dây doa thì các bạn phải nghiêng cái máy giặt xuống. Sau khi nghiêng máy giặt thì ta lấy cái tấm chống chuột ra. Thì đây, bạn nghiêng cái máy giặt làm sao mà để cho cái motor này nó nằm xuống dưới này. Motor của máy giặt nằm xuống dưới này. Đây, máy giặt này trùng. Đây, rất trùng nha. Trùng thế này thì nó sẽ không quay được một lúc thì nó sẽ lại tự động giặt lại. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình cái khẩu 13 và cái T13, tip 13 là được. Để nới cái nới gần ốc. Nới 2, nới 2, nới 2, nới 2, chứ không được, đừng nó tháo cả ra nha. Mà nới lòng lòng, không mấy giờ nữa. Nơi nào nhà gì cái motor nó nằm bên dưới này, nó nặng nó sẽ tự động tụt xuống, thế đầu dây của nó sẽ được thăng ra. Đây, dây của nó giờ đã tăng. Căng quá cũng không được mọi người nhé. I'm just sitting here. Yeah, I do. I got time. Và đã hàng về mình mặt chặt ốc quá. From up here, the world seems small. Như thế này là vừa rồi. Không căng quá, một hôm chung. It's so beautiful. Đơn giản thế thôi, chúc mọi người thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like. Có cái gì thắc mắc thì hãy comment xuống dưới nha, mình sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc cho các bạn. Nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình nha.